đêm mưa rơi anh chơi vơi nhớ đến em vô cùng. Ngày không nắng phải mở em đi như bóng mây dần xa. Em yêu ơi, yêu anh không, anh nhớ em vô cùng. Cuộc tình mình mở theo năm tháng xa xăm phương trời mây. Xa em rồi lòng đau những nhói, xa em rồi trời mây khuất lối. Lòng anh nhớ về ngày bên nhau từng đắm say. Yêu em rồi thì anh mới biết, xa em rồi thì anh mới thấu. Dẫu cho ngày có mưa anh vẫn chờ. Xin chào các bạn, mình là Sơn Shipper. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của anh Dương Vũ Chiến. Thì ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên anh chuyến xa nhà. Thế hôm nay anh Chiến đã bay đi đến Nhật Bản chưa? Tối hôm nay Thảo đi học về thì nó cứ ra cái chỗ mà thường ngày Thảo với cả anh Chiến hay chơi ấy. Đây là cái cánh gọi là cái sân mà anh Chiến với Thảo hàng ngày cùng chơi đùa các thứ ở đây. Ở đây có rất nhiều là kỷ niệm với anh Chiến với Thảo khoảng 25 buổi. Những buổi chiều tối hay là những hôm chủ nhật rảnh ấy là hai người rất là hay ra đây chơi. Đấy, Thảo thì bây giờ nó vẫn đang ngồi bên kia nghịch. Hôm nay giờ trứng của thằng chui hẳn ứng mượn nữa. Giờ hôm nay mình ra hỏi Thảo xem là như nào. Thảo à, mới đi học về hả em? Em mới đi học về. Tại sao đi học về tối rồi không về nhà lại ra đây ngồi vậy? Nhớ Chiến thì em bây giờ nhưng mà tối rồi thì em phải về nhà ấy, chứ không ở đây tối nguy hiểm với cả sương nó xuống lạnh rồi. Bây giờ mùa đông rồi. Em ở đây một lúc em mới về. Mày về đi, mai lại ra đây chơi, mai chủ nhật mà ra đây chơi. Chả biết anh Chiến có liên lạc với anh không, em thấy gọi thuê bao. Gọi thuê bao, bây giờ anh Chiến đang bay trên máy bay mà làm sao mà nghe điện thoại được. Dạ. Máy bay. Anh lại quên em rồi. Em bị hâm mà làm sao mà quên được. Bây giờ hôm qua mới được nghe là phải được rồi chứ. Chưa đến nơi đâu, hôm qua mới là ra đến lộ sân bay thôi, còn hôm nay mới bắt đầu đi bay bay thằng đấy này. Đấy, còn bên mới bay thằng đấy anh còn phải là sắp xếp nhà cửa, chỗ ăn chỗ ở đấy chứ, có phải là ấy được ngay đâu, có phải là điện thoại là bắt được mạng hay là gì ngay đâu. Bên đấy không biết là anh đấy sống ở chỗ vùng nông thôn hay thành phố nữa. Ở thành phố còn đỡ chứ vùng nông thôn còn không có mạng ấy. Không biết làm thế nào được bây giờ. Ừ, máy bay trên trời kìa. Chắc bây giờ anh ấy đang bay ở đấy ấy. Đấy, chắc khoảng độ đến sáng mai thì anh ấy đến nơi thôi, thì anh ấy gọi điện cho em. Mai sinh nhật em rồi, không có anh ấy buồn á. Thế làm sao được. Bây giờ sinh nhật mình gọi điện video cho anh đấy nhá, và anh tổ chức cho em. Gọi điện cho video cho anh đấy để anh ấy chung vui với em. Đúng ngày sinh nhật là phải đi chứ, buồn thật đấy mọi người. Năm nào cũng buồn, năm nay cũng buồn nữa. Mỗi năm sinh nhật hai đứa cũng không được ở bên nhau. Năm nay thì còn cách xa tận mấy năm nữa mới được gặp lại. Hay là mai bay lên đấy để làm tổ chức sinh nhật luôn đi. Mai anh này hứa bảo anh ấy ở nhà làm sinh nhật cho em rồi mà. Em bị hâm mà, anh Chiến bảo là anh ở nhà làm tổ chức sinh nhật cho em, có mọi người với cả bố mẹ ông bà nữa. Đấy chứ bây giờ em bị hâm mà bay lên đấy, bây giờ em còn phải ở nhà đi học nữa cơ mà. Đấy không, có phải là làm thủ tục bay sang đấy phải mất hàng tháng chứ phải là muốn bay mà là bay được cái được ngay đâu. Đấy, bây giờ chuẩn bị đi về nhà đi chứ ngồi đây tối rồi. Mà đây hôm nay làm trẻ con nhỉ? Về đi. Nhà em mà xa lắm, cách đây tận mười mấy cây cơ mà. Thôi thì em ở nhà con bạn thôi. Em bị hợp à, về nhà bố mẹ em lo lắng thì sao? Con gái đi qua đêm không về nhà bố mẹ em lo lắng. Về nhà đi, ở nhà bạn làm gì. Rồi còn mai còn chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho nó sớm nữa chứ. Chào anh Chiến, chào muốn làm. Anh thấy anh ở đây cũng thế, mẹ không anh Chiến ở nhà anh có muốn làm gì đâu. Không anh Chiến đi làm rồi, mình cũng chả buồn được mai nữa. Mai em lên rồi mình cũng làm video rồi để cùng phát triển kênh chứ kênh anh Chiến cũng thế rồi. Bây giờ em hứa với các bạn đi, bây giờ không được buồn nữa, cố gắng làm video ở trên kênh anh Chiến. Bây giờ anh Chiến sang Nhật rồi, anh Chiến không làm được nữa rồi.
Là chỉ còn kênh Chiến thì còn mỗi mình em với bọn anh làm thôi. Thì em cũng hứa với anh và các bạn là nếu anh Chiến xem một clip này ấy, thì em hứa với anh là từ nay em sẽ làm video đầy đủ và sẽ cố gắng học tập tốt để có thể được bằng tốt, nhận được bằng tốt nghiệp và giải khen, và cũng có thể là giành được nút bạc về cho anh. Nút vàng chứ? Nút vàng về cho anh. Thì anh làm bên đấy anh cứ yên tâm nhá, em ở nhà em và anh Sơn sẽ cùng phát triển kênh, đợi đến anh ngày anh về. Anh Chiến yên tâm chưa? Nghe lời Thảo hứa thế yên tâm rồi nhá. Anh cứ ở bên đấy anh cố gắng làm việc, anh không phải lo lắng gì đâu nhá. Em ở nhà có anh lo rồi, thế là anh không phải lo cho em là ở nhà thiếu ăn thiếu mặc hay là thế nào đâu nhá. Đấy. Anh Chiến sang đấy cũng giữ gìn sức khỏe nhá. Bên đấy không còn mọi người ở bên cạnh anh nữa rồi. Bây giờ có một mình anh ở phương xa ấy thôi. Đấy. Anh cố gắng làm việc để trở về với bọn em sớm nhất nhá. Bây giờ Thảo đi về đi em. Có anh đưa về không? Có xe rồi đúng không? Sớm. Ừ, còn sớm đi. Đi taxi về. Trèo lên, hôm nay còn rúc mương nữa. Đi về nhá. Ừ. Đi cẩn thận đấy.